Hai chị Kiệt, mình chào tất cả các chú anh chị và bạn nha. Quay con xe cuốc máy xúc đang gấp đất bỏ bà kè nha các bạn. Đi xem cái múc. Dạ không, nhà nước. Kem à? Kem à? Kè đó. Bánh hả? Ở đâu vậy? 10 ký à? Nữa làm nữa coi.